Vượt hàng nghìn cây số tới gặp bạn trai qua mạng, người phụ nữ bị giết lấy nội tạng. Một phụ nữ Mexico, 51 tuổi, bay gần 5.000 km tới Peru để gặp trực tiếp người yêu qua mạng, đã bị sát hại, phần xác và mổ lấy nội tạng. Thi thể bị cắt xén của cô được một ngư dân phát hiện nổi trên mặt nước tại bãi biển Huacho, Peru. Theo NGTV, thi thể nạn nhân được tìm thấy hôm 9 tháng 11, nạn nhân là Blanca Arellano bay từ Mexico tới Lima, Peru để gặp bạn trai 37 tuổi Juan Pablo Jesus Villafuerte, sinh viên y học. Hai người quen nhau qua một ứng dụng trò chơi và có quan hệ tình cảm qua mạng được vài tháng. Cuối tháng 7, Blanca nói với gia đình sẽ bay tới Lima rồi đến thành phố biển Huacho, nơi bạn trai đang sinh sống. Sau một thời gian chung sống với bạn trai, tới ngày 7 tháng 11 gia đình không thể liên lạc với Blanca. Các nhân viên điều tra cho biết, cháu gái của Blanca là Carla Arellano nói chuyện với dì của mình vào ngày 7 tháng 11. Khi đó Blanca cho biết quan hệ với bạn trai đang diễn ra tốt đẹp và cô đang yêu. Đó là lần cuối cùng gia đình nắm được tin tức về Blanca. Carla sau đó đã liên lạc với Villafuerte nhưng nhận được thông tin rằng Blan đã chán anh ta vì không thể cho cô ấy cuộc sống mong muốn. Villafuerte cho biết Blanca đã trở lại Mexico. Tuy nhiên, tới 9 tháng 11, gia đình người phụ nữ này nhận được tin xấu. Nhà chức trách Mexico sau đó liên tiếp tìm được một cái đầu không có mặt và các bộ phận cơ thể của một người phụ nữ. Vết máu của Blanca cũng được tìm thấy ở khắp căn hộ của Villafuerte. Đối tượng này còn đăng tải các bộ phận của Blanca lên TikTok vài ngày sau khi Blanca mất tích.